รายการฉบับนี้รันก็ได้กันทุดหวานสำหรับกับปัญญายทุดหวานโอเคฮัลโหลค่ะhow do you feel oh my god you fine me I'm very very sad because là thời gian hiện tại nha mọi người thì vẫn là một trong những cái chuỗi ngày ở nhà và chúng ta vẫn đang phải cách ly giãn cách xã hội của toàn Sài Gòn, cho nên do đó thì mình cũng cảm thấy rất là very sad ha. Rồi thì hôm nay quay trở lại với mọi người trong một video mới, đó chính là một video về mukbang, nhưng song song đó thì mình sẽ on the mic với cả nhà thêm một vấn đề mà mình nghĩ là nó hơi chậm, nó hơi trễ một xíu, nhưng mà mình nghĩ là chậm hay trễ gì không quan trọng là có là được. Đó chính là mình sẽ ngồi xuống với mọi người và tâm sự về những cái kỷ niệm khi mà mình đi thi đại học, cũng giống như là những kỷ niệm mà từ hồi cấp 3. Nếu anh nhớ không lầm thì năm nay là các em sẽ thi 2 ngày là thứ tư với lại thứ năm. Cho nên thì anh hy vọng rằng là tối thứ tư các em xem để mà giải trí, để thứ năm là còn ngày thi cuối cùng sẽ là cái ngày mà cố gắng, và thi xong thứ năm thì mọi người sẽ ok, sẽ thoải mái hơn. Thì trước mặt mọi người đây là ba con cua, và thứ hai là một phần hấp tôm với lại mực, và cuối cùng là một cái phần mà tôi mới vừa làm hồi tối hôm qua, tối để làm lại, đó chính là hào sốt phô mai. Đây, tôi sẽ đưa kỹ cho mọi người nha. Hào nướng phô mai chứ, lộn, mọi người nhìn nè. Oh my god ha. Và chuyên mục mỗi lần trước khi mukbang không thể thiếu, đấy chính là vô một cái nha. Vẫn quen thuộc thôi mọi người, tại vì bây giờ thì cũng đã là 11 giờ đêm rồi thì không thể nào uống bò cụm được, rất là khó ngủ. Cho nên tôi uống Red Bull. Đó. Mẹ vô nè. 1 2 3. Vô, mẹ mình màu xanh, mình màu vàng nha. Ăn chứ còn hào rồi nói chuyện sao nha. Đây, một lúc múc hai con nha. Đây. Ôi, cái mẻ này làm thành công nè, mẻ này làm rất là ngon nha, nhìn nè. Đó, thấy chưa? Có mặn hơn ngày hôm qua không? Không, ngon nha. Ngon. Phô mai nè mọi người, phô mai nè. Thấy chưa? Ngon quá. Đây mọi người, cái tỷ lệ mà làm món hào này rất là đơn giản nha, là hai cục phô mai, hai muỗng bơ Tường An, hai muỗng đường, một muỗng muối, và mọi người ra siêu thị á, mọi người mua cái bột phô mai á, rắc lên đem nướng 15 phút là xong. Đây. Oh my god. Tiếp theo sẽ là ăn mực và tôm. Đây. Chấm muối luôn. Ngon. Đây mọi người, nhìn con tôm nè. Ơi chết nhiều, chí rau nha, nhìn con tôm nè. Đó, thấy chưa, thấy chưa? Thấy chưa? Quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ giới thiệu lại để cho những bạn mà lần đầu tiên đến với kênh của mình đó thì có thể nắm rõ được về bản thân mình. Thì năm nay mình tên là Khánh Duy, mình 22 tuổi và mình đang là sinh viên năm tư của ngành truyền thông. Thì chính xác hơn đó là cái khoảng thời gian mà mình thi đại học đó là cách đây 4 năm trước, là vào tháng 6 của năm 2017, cái năm đầu tiên mà khi mà thi đại học áp dụng thi trắc nghiệm. Cho nên thì không biết lý do vì sao mà cũng một phần rất là may mắn nha mọi người, là cái năm của mình là gọi là cái năm đề rất là dễ, đề khá là dễ. Và mình nhớ nha, cái điều mà mình nhớ kỹ nhất khi mà thi tốt nghiệp là trong cái đề anh văn của mình nó có một cái câu là how are you, xong rồi xuống hàng nó sẽ để 4 câu trả lời cho mọi người, thì 4 câu đó thì có 3 câu còn lại không nhớ, nhưng mà duy nhất có một câu là nó để là I'm fine thank you and you. Thì mọi người tin không, là cái câu đó là cái câu cuối cùng mà mình làm, tại vì mình sợ nó gà bẫy, mà hầu như không phải riêng một mình mà khi mình thi xong mình hỏi á thì tất cả những bạn của mình đều nói là đều chừa lại câu đó để làm, tại vì không nghĩ, tại vì rõ ràng cái câu mà how are you là alpha thank you and you là cái câu lớp 1, mà không hiểu lý do vì sao mà lại đưa vào cái đề thi anh văn lớp 12. Thì tôi nói là chắc chắn là những bạn sinh năm 99 sẽ nhớ rồi. Đợt đó nha, là mình cứ tưởng là nó gài, nhưng thực ra không phải, để chơi vậy đó, cho được 0.2 điểm. À, có mọi người có tin đó là khi mà thi đại học thì cái này á là tôi chỉ kể chuyện mọi người nghe thôi. Thì nói chung là các em cũng, mình không biết là bây giờ cái cơ cấu thi, cái cách quản lý thi của giám thị như thế nào, nhưng mà cái năm của mình đó mọi người là năm 2017 là có thể cặp bi được. Thì nói chung tôi kể mọi người nghe thôi, cho nên mọi người đừng áp dụng theo nha. Mặc dù tôi biết là ngày mai còn thi một phần nữa, nhưng mà mọi người cũng không nên áp dụng, tại vì cái đó cách đây 4 năm rồi mọi người, cái chiêu bài này từ hồi 4 năm trước rồi. Bây giờ mọi người áp dụng lại thì nó hơi nguy hiểm, với lại tốt nhất thì không nên làm cho mọi người, tại vì rất là nguy hiểm nha. Tôi kể sơ mọi người nghe thôi, đợi chút. Kể lại mà thầy cô coi lại, lúc đó mà bị giờ đánh ao bài mới vui nè. Áo gì mà quên ao? Áo gì mà ao, giờ ta sắp tốt nghiệp năm tư tới nơi rồi. Đây mọi người.
tóm tắt bây giờ mình sẽ giải thích cho mọi người hiểu rõ ha. Thì mình năm đó đó, mình nhớ là cái năm của mình thi là tổng cộng 3 ngày. Nhớ như in luôn nha mọi người, là ngày 22 tháng 6, 23, 24 tháng 6. Thì bản thân mình là học môn tự nhiên. Khi mà mọi người đi thi á, thì giám thị sẽ phát cho mọi người một cái tờ điền phiếu kết quả. Thì ở trong đó tổng cộng có 120 câu. Thì mọi người khoanh ABCD. Thì thí dụ đi, môn lý là 40 câu đầu tiên, môn hóa là 40 câu tiếp theo, là từ 41 cho đến 80. Thì môn cuối cùng là môn cuối cùng đi, thì sẽ là từ 81 cho đến 120. Nếu nhớ không lầm thì môn đầu tiên là môn hóa. Thì mọi người biết nha, là trong cái bộ đề, bất kỳ bộ đề nào của thi đại học, bất kỳ môn nào, thì nó cũng sẽ có phân bố rõ ràng. Thí dụ đi, mọi người học trung bình đi thì cũng sẽ cố gắng làm được 3 điểm. Mọi người học khá đi, làm được 5 điểm. Học tốt một chút thì làm được 8 điểm. Học tuyệt đối thì được 10 điểm, ví dụ như vậy. Nhưng mà tôi thì không bao giờ mà vượt qua cái mức khá hết trơn á. Đó, thì sẽ có những cái câu rất là dễ. Ví dụ như những câu là, ví dụ AL hóa trị mấy đi, sẽ có những câu rất là dễ. Thì những câu đó mọi người biết mình làm cái gì không? Mình lấy viết gì, mình ghi lại cái câu đó. Nghĩa như là mình ghi lại, là mình ghi ký hiệu, ví dụ như AL chấm hỏi. Xong rồi mình sẽ ghi đằng trước cái số đó, đó là câu số mấy. Ví dụ đó là câu số 15 đi. Sau số 15 trong đề B, mình ví dụ mình làm đề B đi, thì là câu 15 đề B AL chấm hỏi. Thì khi mà nộp lại cái đề môn hóa và không còn làm nữa đó mọi người, thì cái tờ kết quả mình vẫn được để dưới bàn. Rồi sau đó trong vòng 10 phút thì mình mới hỏi những cái đứa kế bên đề B là ê, câu đó, ví dụ ê đề B AL mày đặt hóa trị mấy, ví dụ cái lời hóa trị 3 đi, là bắt đầu tôi về tôi kiếm lại câu số 15 đúng không, tôi đánh vô kết quả là hóa trị 3, tôi đánh vô ABCD, tôi đánh vô một cái, tính ra là cứ mỗi môn tôi copy đâu khoảng tầm 4-5 câu gì đó. Mà ít nhất khi mà mọi người đi đại học, thi đại học, thì 4-5 câu đó nó nằm trong cái diện là 1 điểm, từ 0.8 đến 1 điểm. Và mọi người biết, không biết mọi người thế nào nha, còn đối với năm của Duy á, là chỉ cần thi trên 1 điểm là mọi người không bị điểm liệt, mọi người coi như đầu tốt nghiệp đó mọi người. Cho nên nó chỉ cần một câu khi mà thi tốt nghiệp thì nó cũng là cả một gia tài nha mọi người, 0.2 không có dễ thiếm đâu nha. Đó thì mình cứ làm vậy trong vòng 3 môn, vậy tự nhiên mình làm xong mình cảm thấy trời không phụ người tài. Cái tài ở đây không phải là học giỏi nha, cái tài ở đây là mình biết nắm bắt tình thế, mình biết kiểu như là biết trắng biết đen, mình biết kiểu như là biết trong biết ngoài, biết trên biết dưới, biết đi đâu về đâu đó. Đó, tôi quá trời giỏi, công nhận tôi rất là thông minh. Và không biết là đến năm nay thì các em 2K3 như thế nào cho mọi người, nhưng mà mình khuyên mọi người không nên làm như vậy. Tại vì năm đầu tiên thì giám thị không biết, chứ cỡ giờ năm thứ tư thì thôi đầy người làm rồi, cho nên cũng cẩn thận, đừng có bậy bạ nha. Nói chứ muốn làm thì có phải cẩn thận. Rốt cuộc cái vị đó bao nhiêu con nào? 12 con. Vậy con không dám ăn nhiều quá. Mọi người biết lý do sao mình không dám ăn nhiều không? Đã có một cái lần mình ăn một lúc mười mấy con hào, xong nhập viện luôn. Nhập viện mà mẹ mình nửa đêm tầm khoảng 10 giờ 11 giờ mà nó sưng đầy mặt nha mọi người, nó sưng đầy mặt mà nó sưng húp lên vậy nè. Dĩ duy nhất là bị dính với hào, với điều kiện là ăn quá nhiều hào. Mặc dù tôi rất là mê ăn hào, tất cả mọi thứ nó tiến triển trong vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ là bắt đầu là nó sưng mà đến cái thanh quản á, thở không nổi, tại vì nó sưng đầy cái cổ, để sưng lên mắt luôn, bắt đầu là chở xuống bệnh viện quận 7. Bắt đầu cái nằm xíu rồi uống thuốc xong hết hồn. Chết rồi, nãy giờ ăn mấy con rồi ta? Nãy giờ ăn mấy con rồi mẹ? Bớt chút đi. Thôi mẹ ăn cái đó đi, ăn phụ chứ. Con dưỡng hải sản đó. Không, dưỡng với hào thôi. Rồi, thì bây giờ sẽ kể đến cái chuyện mà mình sợ nhất điều gì khi mà cái khoảng thời gian chuẩn bị đi đại học. Thì không phải là lời mà thầy cô la mắng đâu mọi người, cũng không phải là kiểu như là mấy cái áp lực điểm số mà nhiều đâu, tại vì tôi xin điểm nhiều lắm. Mà cái mình sợ nhất đấy chính là thời gian. Mọi người biết cái cảm giác á, không biết mọi người như thế nào nha, còn cái trường Ngô Quyền của tôi là ngay cái sảnh trường Ngô Quyền luôn. Trường sẽ để một cái cục là đếm lùi những số ngày đến kỳ thi đại học. Là mọi người tin nha, đầu năm vô bắt đầu nha, mọi người biết tôi là một cái đứa mà đam mê văn nghệ văn ngùng rồi đó, mấy cái đứa mà hồi xưa tôi là lớp phó không đó, mà lớp phó văn thị Mỹ rồi đó. Xong khi mà vô trường thì là mọi người biết nha, đầu năm thì không có ai thèm học hết, mọi người để ý nha, năm nào không biết mọi người sao nhưng tôi là vậy đó. Thì vô trường là gọi là những cái thời gian đầu tiên là không có là học đâu, lo chơi trước, bắt đầu ổn định lớp, bắt đầu chia đội cho nhóm, bắt đầu tập nhảy, bắt đầu tập nhảy cho 20 tháng 11 nè, rồi biếu thầy biếu cô là tập flash mod nè. Ấy, 20 tháng 11 là mấy cái bài mà chiên thầy cô, rồi đó mấy cái bài mà kiểu như là yêu trường, thưa rằng cái thanh thắm dưới mấy trường mình yêu rồi đó. Thì xong 20 tháng 11 thì mọi người để ý nha, là những cái khoảng thời gian những tháng cuối năm á, là từ tháng 11 nè, tháng 12 nè, là Tết, là holiday, là trong trường cũng không học luôn. Bắt đầu vô nè, Noel, bắt đầu là đi chơi nha, bắt đầu mọi người biết mà, cuối năm mà xúm xính, thời đó chưa có Covid đi chơi đã lắm mọi người. Năm nào Noel là cũng về Đà Lạt chơi hết trơn á. Xong lớp 10, tháng 12 vô bắt đầu tết tay, tết tay xong mọi người nghĩ có đâu có học nổi. Tháng mấy nữa tết ta, bắt đầu chuẩn bị hội chạy xuân, flat mod,
những cái mà kiểu buôn bán hàng mà gọi là hội chợ Tết rồi đó. Xong, nghỉ Tết vô bắt đầu tầm tháng 2, chưa lo học đâu mọi người, kiểu còn cái dư âm mọi người hiểu không? Vô đánh bài, chơi lô tô đó mọi người. Xong, đến tầm khoảng tháng 2, cuối tháng 2 đầu tháng 3, bắt đầu cái cục đó mọi người, nó hiện lên 100 ngày đếm ngược. Mẹ có tin đó, mỗi lần mà con với Phúc nhìn đó, Phúc 100 ngày rồi, Phúc là tháng 2, tháng 3 rồi nha, vẫn chưa chịu học gì luôn. Không hiểu gì sao mà ngày xưa mà không chịu học đó mọi người, không kiểu là nhìn rất áp lực, rất là sợ, nhưng không bao giờ chịu học, tại vì luôn luôn nghĩ là thôi kệ, còn 100 ngày nữa thì tự học. Nhưng mọi người biết không, nó cứ tàn xui một cái là cái năm đó mọi người, là tháng 3, tháng 4 gì đó, là trường tôi lại tổ chức thêm một cái buổi văn nghệ last vote gì nữa không nhớ rõ, đâu có chịu học mọi người, ôm văn nghệ xong tất cả mọi thứ xong còn 70 ngày bắt đầu chưa. Bắt đầu 70 ngày xong vẫn không chịu học mọi người, kiểu như là thấy trời còn xa lắm, tại vì nghe xa lắm kìa, 70 ngày rất là xa, tháng rưỡi 2 tháng thôi, nhưng 70 ngày rất xa vẫn không chịu học mọi người, tin không? Hồi đó đi học mà mỗi lần buổi chiều á tầm 4-5 giờ đi, mà nghĩ cảnh học từ sáng đến chiều không mệt, mà cái khoảng thời gian mệt nhất là khoảng thời gian từ 4 giờ đến 4:30, lý do quyết định coi có đi học thêm không. Lúc đó mọi người bắt đầu suy nghĩ, tại vì mọi người biết không, lớn rồi, lớp 12 rồi, đâu có vụ mà nghỉ học thêm hay kêu gọi gia đình, đâu có. Bắt đầu suy nghĩ có nên đi học thêm không, có nên học thêm, tại vì quá mệt đi, học cả ngày trời không mệt đâu, cảm giác mà tưởng tượng 4:30 mình được chạy xe về, mình tắm rửa, mình đi chơi rất sướng, nhưng phải đi học thêm, mà học đâu có học bình thường mọi người. Tôi trường Nhà Bè, nó gần cầu Phú Xuân á, mỗi lượt học là xuống, không, tôi trường quận 7, mỗi lượt học thêm là xuống khu Nhà Bè, kho A, kho B, kho C, có bữa đi học xuống gần Chùa Bà luôn. Rất làm biến học thêm, mà cái cảnh mà chạy về từ chỗ học thêm mà chạy về nhà tôi được khi gần 1 tiếng đồng hồ, mà ngày xưa đâu được đi xe ga, đi xe quay alpha, mà gặp đường Huỳnh Tấn Phát nước ngập từ đó, cái khu mà gò Ô Môi, trời ơi, nước ngập nửa bánh xe, rất nản, bởi vì làm biến học thêm lắm. Mà gặp mùa hè bắt đầu khúc giao mùa rồi đó, xong quyết định, xong có những lúc đi học thêm mà nản nhất, tại vì sao chua, vô học hay lớp này thì đá banh, lớp thì nó đi vòng vòng, mấy cái lớp mà kiểu nó không học buổi sáng học buổi chiều, nó đi cả buổi trưa đi chơi, trời ơi nó chua. Mà ngày xưa đã học làm gì có máy lạnh như bây giờ, không biết bây giờ các bạn có máy lạnh không nha, ngày xưa học không có máy lạnh, một tháng 350 thì học thêm đó. Xong trễ tiếp thì bắt đầu vô, bắt đầu 70 ngày, 60 ngày, 40 ngày, 50 ngày. Xong mọi người biết cảm giác như thế nào, tại vì năm nay các em học Covid, các em bị dính Covid nên em sẽ không muốn hiểu cảm giác á, là lớp khối 10 và khối 11 sẽ được nghỉ học vào tháng 5, và lúc đó thì chỉ có khối 12 đi học thôi, gọi là đi ôn thi á mọi người. Thì khoảng thời gian đó đó là khoảng thời gian gọi là khoảng thời gian ám ảnh nhất, tại vì sao, ngay mùa hè mà cảm giác thấy người ta đi, thấy người ta được nghỉ, mẹ tôi đi du lịch mà tôi phải đi học. Mà mọi người biết không, cái tháng ngày đó rất là nóng, và không biết trường mọi người giống trường tôi không nha, nóng muốn chết, trường không bắt mặc đồ đồng phục, bắt đầu tôi mặc đồ thể dục phải không, tại vì bắt buộc phải mặc đồ đồng phục trắng đen, áo trắng quần xanh á, nhưng mà tôi thấy nóng quá nên tôi mặc đồ thể dục cho nó mát, cho nó thoải mái, để kiểu quần lưng thun rồi đó, ăn cho nó đã vậy đó. Mấy đứa trường tôi, mấy thằng mà kiểu như là đẻ ra vẽ rồi mọi người, mặc quần skin này ôm mang giày bót, rồi mặc mấy cái áo ngày xưa mà hot, mấy cái bài của Binz rồi đó, mấy cái bài kiểu là bad boy mọi người, đeo dây chuyền này nọ, rồi áo lụa bông rồi tay dài. Cương Duyên Phúc ngồi cái đá nhìn, lỡ nó học nổi không, mà nóng gần chết, mà học từ sáng đến chiều chưa. Mọi người biết á, nước hoa mùa hè mà tụi nó xịt mấy cái mùi nồng, mọi người là nước hoa phải chia ra hai dòng là mùa lạnh xịt vào mùa hè, và mùa nồng để xịt vào mùa đông để cho nó cân bằng lại. Mùa hè mấy ba xịt mấy cái mùi giống như là Victor Secret vậy đó, nó nồng mà nó chua mà nó ghê đó. Xong bắt đầu những cái khoảnh khắc mà lớp 12 học một mình đó mọi người, là những khoảnh khắc ám ảnh nhất, tại vì sao, 40 ngày, 30 ngày, 20 ngày, đến tận 7 ngày thì trường tôi mới cho nghỉ. Và tôi nhớ hoài có một cái buổi chiều, lúc đó tôi ôm đi trà chanh 5.000, tôi với Phúc Tít, ngày xưa tôi Phúc Tít học vui lắm mọi người, hai đứa học ngu điều mà làm biến điều vậy đó, ngồi ngay cái bực ghế đá nhìn lên nói, ê mày còn có 7 ngày 20 ngày nữa kìa mày, giờ mày tính làm sao. Phúc Tít đi chùa. Mẹ hình dung không, đây để tôi kể cái location để cho cái trường cấp 3 của tôi, để cho mọi người hiểu. Đây nhà tôi ngay chỗ tiếp xúc đường Huỳnh Tấn Phát, chạy 4 cây số nữa tới trường Ngô Quyền, chạy thẳng một đường nha, thì từ trường Ngô Quyền là trường của tôi đó, chạy tầm 500m 1 cây số nữa là tới cầu Phú Xuân, và cầu Phú Xuân chạy thêm 4 cây số nữa là tới chùa Bà Châu Đốc 2. Thì trước khi đi thi, mà không phải riêng ngày thi cấp, thi chuyển cấp đâu, tất cả những cái lần thi mà từ lớp 10 đến lớp 12, trước khi thi và sau khi thi, tôi không đi học bài, tôi không đi học thêm, tôi đi chùa Bà, tôi cầu đó mọi người. Xong mà đi chùa xong rồi lúc đó được đó nha, còn mua gì, mua mấy cái mà bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ xuống dưới ngồi ăn nữa, ra ngoài bờ sông á mẹ, xong rồi ăn gì, mà đi chùa xong rồi ăn gì, tôi nghĩ lại thấy mình khùng vậy ta,
ăn gì, biết ăn gì không? Ăn bánh xèo, ăn mấy cái bánh chiên chiên mà có con tôm, trời ngon lắm kìa. Đó xong, trước khi thi là đi chùa, mà ngày xưa đâu có cần đi xe máy đâu mọi người. Đi xe buýt 20, mà lên xe buýt 20 nó đâu có chạy bình thường như người ta. Nó bay á, nó lượn á, kinh khủng. Cho nên nhắc đến khoảng thời gian đi học là rất là nhiều kỷ niệm, cho nên rất là tiếc khi những em 2K3 này á, tại vì á thật sự nha, cái cho mọi người nha, mình đã tốt nghiệp 4 năm rồi, mình đã gọi là mình đã lớn rồi, tính ra hồi tính là con đầu tốt nghiệp hay quá ha, tính là đã 4 năm rồi mọi người. Nhưng mà cái mình nhớ nhất mỗi khi nhớ về không phải là điểm số, tại vì đó tôi điểm số không có là nghĩa địa gì hết trơn á, mặc dù nó rất quan trọng, nhưng những cái kỷ niệm như thế này, những cái kỷ niệm mà giỡn rồi đó mọi người, mà lâu phút tiết vô toilet rồi đó, xong rồi đồn cái vụ mà phút tiết nó địch cả trường đó, mới là những kỷ niệm vui, đến giờ mới có cái để kể. Rồi, để bây giờ thì bây giờ mình sẽ thử, mình gọi con Phúc Tiết để thử tâm sự những cái đợt mà đi học rồi đó. Hôm nay tao quay cái lóc là tâm sự câu chuyện đi, gọi là những cái câu chuyện, gọi là những cái key moment mà đợt kỳ đầu mình học cấp 3 rồi đó. Hiểu không? Thì tao nói với mọi người là mình học giỏi lắm, mình chăm chỉ lắm, mày có cái điều ý kiến gì không? Mình chăm chỉ mà, mình giỏi mà. Ê mày ho ghê vậy má. Bộ y tế ơi, con này nó ở nhà bè nha bộ y tế. Rồi, cái cư dân làng đại học nha. Rồi, vô. Thì đó đi học á, tụi mình kiểu đơn giản lắm. Xuống căng tin mỗi lần á, là phải trước khi đi á, là ví dụ là 8:30. 8:30 là sẽ ra chơi riêng chuông. Thì tầm 8:20 thì sẽ lần lượt thay phiên nhau đi vệ sinh. Vệ sinh ra trước, để kẻ chân mài với xương môi. Sức kèm chống nắng rồi đó mọi người. Để xuống canteen á, người ta mới nhìn mình giống trên hình vậy đó. Ngày xưa đi học mà có vậy đó mà, cái dòng tiết một tiết hai á thì là còn ngáy ngủ là đã gọi là ai chứ phải là mình. Nhưng mà tới cái lúc mà vừa ra chơi á, bắt đầu sửa soạn lên á, thì mới hát đó đẹp phải là mình đẹp. Ơi đầu năm 12 tao cũng chưa có thân với mày nữa gì. Mày nói gì vậy? Lớp 11 tao mày muối đương đại hết trơn mà không thân. Ủa, thì chỉ là bạn muốn đương đại thôi chứ đâu phải bạn chơi chung. À, không? Bạn nhân nghĩa dân ngùng rồi đó. Ừ, bạn mấy cái đứa mà đi học á. Tôi kể mọi người nghe là đầu năm là cô sếp tôi ngồi kế nhỏ kia là nhỏ bạn tôi. Mà tôi không hiểu tại sao từ khúc mà giữa năm tới cuối năm cái là nó đuổi nhỏ đi mất đi. Nó đuổi nhỏ đi. Mà hả, cô biết là dòng cái thứ mà tôi nó sắp lại là nói chuyện là giỡn nhiều là đã chuyển lên từ bàn cuối lên bàn đầu rồi. Vẫn nói cho nên là cô tách ra, cô không có cho nó ngồi kế mình nữa. Nhưng mà nó cũng đuổi đứa kia đi. Nó bắt nó không cho đứa khác ngồi kế mình, nó ngồi nó thiếu hơi á. Muốn khoe mọi người cái clip mà tụi mình đi biểu diễn thời trang quá hồi. Ơi, vậy thì đợi một xíu đi. Mọi người, có một cái blog là tôi làm nhà thiết kế nha. Và con Phúc là người mẫu, là first face. Thì nếu đợi hết dịch đi Phúc, em nó đi Phúc. Bây giờ tôi sẽ để một tấm hình để mồi. Hiểu không? Hết dịch thì bắt đầu là tụi mình sẽ ngồi lại để mà kể cho mọi người nghe về những gọi là những cái kỷ niệm cấp 3 nó sâu sắc hơn. Trời ơi, cái đó kể chắc kể từ sáng đến đêm luôn. Thì đó, thôi đợi đi. Mọi người hãy đợi cho hết dịch để bộ tứ quay trên có mặt để mà sẽ có những câu chuyện cấp 3 mà gọi là phải gọi là những câu chuyện gọi là đi sâu vào lòng người, chấn động bờ hồ, thật sự. Rồi. Cảm ơn bạn ngày hôm nay đã đến góp mặt trong video của tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ủa? Nãy giờ tao tưởng tao đang bên nhà mày luôn. Ừ, ok. Xin chào hàng bạn, chúng ta hãy cố gắng gặp. Tạm biệt tạm biệt khán giả. Bye bạn. Bye. Bye. Đây, quay trở lại cái câu chuyện mà hồi nãy tôi định kể mọi người nghe là tại sao khi mà đi học, lúc luôn luôn tôi được thầy cô giáo thương. Tại vì mọi người phải biết một điều này nè, thầy cô của mọi người á, chắc chắn luôn, đại đa số đông luôn nha mọi người, là không có ghét những đứa học dở, chỉ ghét những đứa lì thôi. Tôi đi học là không có vụ bị đẩy chai nha. Đứa mà đẩy chai tôi đập đó. Đó, là không bao giờ có vụ mà thầy cô đi. Mình rất may mắn ở cái điều đó. Tại vì sao? Hầu như mình đi học thêm. Mọi người để ý đi, thiệt là vậy đấy. Kiểu thầy cô thương lắm kìa, cho nên nó là những cái năm tháng mà đi học á, gọi là nếu mà phải nói là chấm đến thang điểm 10 á, là tụi tôi là kiểu thang điểm 10 chọn người. Tại vì rất vui, rất hạnh phúc, không có năm nào mà chán hết trơn á. Mọi người biết nha, là bản thân mình là trong lớp mình học không hề giỏi thật sự. Tại vì thứ nhất là không, mình chỉ học giỏi một vài môn thôi. Môn toán hình mình học giỏi nha, môn ngữ văn mình học giỏi nha. Hai môn này là hai môn gọi là mình đứng top đầu không mọi người, kiểu top 3 những học giỏi nhất lớp về hai môn này. Và còn lại mười mấy môn còn lại là cái môn cực kỳ dở.
sợ nhất là lý hóa, tôi rất là sợ lý hóa. Xong thì bản thân mình biết là mình học dở thì mỗi lần kiểm tra làm được điểm cao. Xong tôi chỉ mọi người nha, đừng em 2K4 bắt chước anh đi, cái này rất lợi hại. Các em có nghe cái câu là cần cù bù thông minh chưa? Thì các em hãy bắt chước bài của anh bằng cách đó là thấy điểm kiểm tra mà thấp, bắt đầu lên khóc lóc với thầy cô, nói thầy đừng xin điểm, mình ở đây mình không xin điểm. Tại vì sao? Quá đông đứa. Nếu mình xin điểm thầy cô sẽ nói là tôi cho được em thì tôi sẽ cho tất cả các em còn lại thì sao? Không xin điểm nha mọi người, nhớ giùm Duy là không xin điểm nha. Lặp lại repeat after me, không xin điểm. Mình lên, chết rồi cô ơi, điểm thấp quá cô ơi, bài trước con cũng điểm thấp lắm cô ơi, chết rồi cô ơi. Hay là vừa con gỡ điểm nha. Hình như có duy nhất một mình là xung phong lên, mặc dù không biết bài nhưng mà người lên trên kiểu rồi cô ơi, nè ví dụ nè, rồi bạn nào đến bạn làm bài, cô ơi con lên con lên. Xung phong lên để làm chi? Để cho thầy cô biết được rằng là mọi người muốn gỡ điểm, hiểu không? Bắt đầu lên không biết làm bài kiểu ghi ghi, ủa cô cái này cổng gì cô, ủa gì hả, ủa cô như vậy này phải không cô? Ví dụ nha, ví dụ mọi người đang phân dân, ví dụ như là 3 giờ khóa chị mấy, ví dụ 2 hoặc 3, ví dụ hỏi ủa cô khóa chị 2 hay 3 cô, ủa vậy hả cô, dạ rồi cộng, ủa cô hình như mình phải vậy cô. Mình làm riết thầy cô biết bài mình luôn mọi người, nhưng mà sao quá đáng yêu quá dễ thương. Cho mình làm bài xong chỉ luôn mọi người, kiểu mình giả bộ mình ghi được một chữ, mình hỏi một chữ, chị ghi vô, mặc dù không biết gì hết nhưng vẫn ghi theo lời thầy cô. Cuối cùng sao, tôi nói thiệt với mọi người, tôi học rất dở nhưng điểm cuối kỳ tôi nhớ hoài. Cái điểm tổng số trung bình trong lớp học năm lớp 12 của tôi trong tổng tất cả các môn là 7,8 điểm, trong khi những đứa học giỏi hơn mình mọi người 5 điểm mấy 6 điểm mà. Xong lúc đó tôi rất là an tâm nhẹ nhàng, tôi thấy trời điểm cao quá rồi mọi người, tại vì cuối tháng 5 là mọi người đã biết điểm rồi đúng không, điểm cao quá rồi mọi người, bắt đầu học tàn cũng không thèm học luôn, đâu đi chùa. Đây mọi người, đây cái càng cua thật sự tươi nha, tươi thì nó mới ra một cái thớn vậy nha, trời ơi đã lắm nha. Ăn ngồi một lần mới đã nha. Đã quá. Mẹ mới có vậy, mở đây nghe mẹ con kể chuyện này nè. Tắt đi, nghe nè. Như mọi người biết đi là chính xác cái ngày mình thi đại học mình là khối thi môn tự nhiên. Thì mình thi vào đúng 2 ngày là 22 với 23. Thì cái ngày đầu tiên á là mình sẽ thi 3 môn bộ môn đầu, và ngày 23 là mình sẽ thi môn cuối cùng là môn Anh văn. Thì mọi người tin không? Cái khoảnh khắc mà mình thi môn Anh văn xong rồi mình bước ra khỏi phòng, cái hình ảnh trội nhắc lại nổi da gà dựng lông luôn nè. Cái hình ảnh tôi tự nhiên mình dựng lông rồi mọi người nhìn nè, thấy không? Cái hình ảnh mình bước ra khỏi phòng, trời chuyển mưa, ba mình đứng đợi mà trời ơi, cảm động lắm nha. Mọi người biết hình ảnh là kiểu ba mình với mẹ mình là những cái lúc mà mình thi đại học á, mặc dù nhà mình rất là gần trường mọi người, mà hồi xưa đi học là mình tự đi không, với lại đi bằng xe buýt, hiểu không? Là tiểu vậy đó, nhưng mà đến cái khoảnh khắc mà thi đại học là ba mẹ là đứng lại đợi luôn, vô mấy quán cà phê gần trường đợi mọi người, hiểu không? Nghĩa là chính xác là cái kiểu là kiểu đưa đến trường xong rồi đứng đó đợi mấy tiếng đồng hồ vẫn không về nhà nha mọi người. Mẹ mình vẫn đứng đợi mình, đi quán cà phê ngồi đợi mình gần trường vẫn không chịu về, mà cảm giác bước ra trời chuyển mưa mà ba đứng đợi, trời cái cảm giác mà kiểu ôi không bao giờ quên được, cái là cái cảm giác mà gọi là mọi người bước ra được cái cổng trường mà mọi người biết mọi người làm bài được, mọi người biết là mọi người chắc chắn, gọi là chắc chắn đầu tốt nghiệp và chắc chắn có trường học rồi, tại vì tôi đặt học bạ hô test duy lâu lắm rồi, gọi là cái cảm giác mà không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà phải nói với mọi người là chắc chắn là đời không quên, tại vì giống như là mọi người chút một cái gánh nặng cực kỳ lớn xuống. Và khi mà tôi đi lên đường về á, thì nếu mà các bạn mà sinh năm 99 á thì sẽ nhớ là cái ngày thứ hai thi đại học á là buổi chiều mưa tầm tã, và mọi người tin không, trời mưa, tôi mở mưa đây mọi người, mưa ướt người tôi mà tôi cảm thấy giống như là kiểu trời mưa, mọi người biết qua người ta quan niệm là mưa là may mắn, trời tự nhiên thấy vui mà cười mà vui dễ sợ vui. Xong về nhà bắt đầu chuẩn bị, vài ngày sau gia đình tôi có một chuyến đi chơi. Đố mẹ chuyến đi gì? Đà Nẵng. Đợt đó nhìn tôi là đi, gọi là đi Đà Nẵng để gọi là để ăn mừng và chúc mừng tôi đã gọi là hoàn thành một cái thi cực kỳ, gọi là phải xuất sắc cho bản thân mình. Trời ơi, thật sự là cái khoảng thời gian đó là không bao giờ quên được, nó vui lắm kìa. Mà cho dù là cả đời luôn mà chắc cả đời bây giờ 4 năm rồi mà nhắc lại thì nãy mới dựng lông luôn á. Ê chút nữa ăn xong rửa tay sạch phô cho mọi người mấy cái kỷ niệm này nè. 4 năm rồi tôi còn giữ cho mọi người phiếu đi thi nè mẹ. Phiếu báo danh ở đây còn giữ hết luôn nha. Phiếu báo danh, phiếu photo. Rồi mọi người biết ngày xưa là phải photo với cái phiếu báo danh đó. Mẹ tôi photo cho tôi một cọc để trừ hao. Rồi phiếu được nhận học trường hô test. Nói chung là 4 năm rồi và mình giữ rất là kỹ. Tại vì sao? Tại vì đối với mình á, khoảng đen đi học là khoảng gian quá đẹp. Thiệt luôn, mỗi lần nhắc lại là muốn nói chuyện, muốn nói hoài luôn, không muốn ngưng luôn á. Bởi vì rất là mong hết dịch để có thể quay được cái clip mà gọi là ôm là cấp 3. Đã lắm. Ê mà không biết vì sao nha, mặc dù trường của mình nó nhỏ lắm mọi người, trường mình rất nhỏ, một khối tầm khoảng không tới 10 lớp nữa, trường nhỏ xíu à, nguyên trường biết mình hết, nhưng mà mỗi lần mà xin đi xin phấn là mình run nha. Mẹ hồi xưa mình học, mẹ đi xin phấn ở lớp khác không? Có không?
mỗi lần mà đi tôi run lắm mọi người, tôi hiểu sao nó, mặc dù tôi quen hết mà mỗi lần bước vô tôi run á, kiểu như là kiểu tự nhiên cái mình đứng ở chỗ mà người ta ai ôi, ôi xuất sắc luôn, đây đây con cua đầy gạch vô cái mù luôn, đây còn cái mù cua nè, đây đó xuất sắc ha. Đó cho nên á, cái thời tôi đi học là oanh liệt, vui đã lắm. Ngon quá. Nhìn đây mọi người. Quá đã đi. Đây. Rồi mọi người, thế là mình đã hoàn thành xong một cái khẩu phần ăn vào lúc nửa đêm. Đây, 12 giờ 9 phút. Đây mọi người, đã qua được ngày tiếp theo rồi. Thì hôm nay chính xác là thứ tư ngày 7 tháng 7. Thì chính xác hơn là hôm nay là ngày đầu tiên các em thi đại học đúng không? Thì cái khoảnh khắc này nè mọi người là khuya rồi. Thì sáng hôm sau các em sẽ dậy thi. Thì chiều về hy vọng là các em và đặc biệt là các bạn sẽ xem được clip của Duy và sẽ chuẩn bị tinh thần để ngày mai còn một môn nữa. Thì như lời đã hứa ở đầu clip là mình sẽ khoe cho mọi người những cái gọi là những cái kỷ niệm cho mọi người đây. Những cái kỷ niệm mà ngày xưa khi mà tôi đi học nha. Giấy báo nhập học chính quy thu test trường Đại học Công nghệ TP.HCM đây. Giấy báo nhập học trường Hưu Tết. Trời ơi, những cái kỷ niệm rất quan trọng với tôi nha mọi người. Đây, 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 đây. Đây mới là cái bộ mà mình kiếm nãy giờ nè mọi người đây. Thẻ dự thi. Đây là khuôn mặt của mình lúc mình học lớp 12. Đó. Rồi thì một lần nữa chỉ chúc các em 2K3 hãy cố gắng thi thật tốt và đạt điểm thật cao. Và tiếp theo là chúc cho người dân Sài Gòn nói riêng và toàn Việt Nam nói chung hãy giữ được sức khỏe để chúng ta cùng nhau cố gắng qua được mùa dịch này. Và rất hy vọng chúng ta có thể trở lại một cái cuộc sống bình thường mới. Chứ bây giờ ở nhà nữa stress dữ lắm mọi người ơi. Ok bye bye mọi người. Và nếu mọi người muốn Duy làm thêm content nào nữa thì hãy đặt cái phần comment. Còn không thì có thể đặt cái phần bình luận cũng được. Rồi thì mọi người đừng quên là nhấn subscribe mình, ủng hộ mình để mình có thật là nhiều động lực để ra được nhiều video mới. Rồi bye bye mọi người và xin hẹn gặp lại vào những video khác về mùa dịch. Bye bye.